Thanh Trang kính chào quý vị đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn hôm nay thứ tư ngày 28 tháng 8 năm 2019 gồm có hai phần. Phần đầu là bài nhận định và phân tích thời sự và tin quan trọng. Trong phần hai là phóng sự cộng đồng. Để mở đầu Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi bài nhận định. Kính chào vị, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình nhận định, phân tích và bình luận ngày hôm nay thì chúng tôi xin được gửi đến quý vị bài bình luận Đài Loan, mũi nhọn bên hông Trung Cộng và con cờ của Mỹ. Năm 1971, khi mà Tổng thống Richard Nixon và cai thầu Henry Kissinger muốn rút lui khỏi chiến tranh Việt Nam, đã biến thù thành bạn với Trung Cộng. Và để tỏ lòng cảm ơn, thì Hoa Kỳ đã trao cho Trung Cộng một món quà ngoại giao hậu hĩnh và hất cẳng Đài Loan, tức là Trung Hoa Dân Quốc, ra khỏi Hội đồng Liên Hợp Quốc để thế Trung Cộng, tức là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ngồi vào chiếc ghế thường trực ở tại Liên Hợp Quốc trong thời gian ngắn. Dưới áp lực chính sách một Trung Hoa, One China Policy, các nước Tây Phương đã đoạn tuyệt ngoại giao với Đài Loan và đưa các tòa đại sứ từ Đài Loan về Bắc Kinh. Hoa Kỳ và 60 nước Tây Phương đã chấm dứt ngoại giao với Đài Loan nhưng vẫn còn đặt những văn phòng dưới những tên gọi khác nhau để liên lạc về kinh tế, chính trị và văn hóa. Đó là trò chơi chính trị của Hoa Kỳ, dù đã trao Đài Loan cho Trung Cộng nhưng vẫn giữ làm vũ bối khi cần nhiều đời tổng thống Mỹ từng tuyên bố là tôn trọng One China Policy. Nói vậy mà không phải vậy. Sự quan hệ Mỹ-Đài Loan trong nửa thế kỷ không bình thường. Hình như Mỹ có một bí ẩn để giữ bưu bối của mình. Như vào năm 1950, khi mà chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, Tổng thống Harry Truman đưa hạm đội 7 đến trú tại eo biển Đài Loan, phòng ngừa Trung Cộng chiếm đảo này. Dưới thời Tổng thống Bill Clinton, nhiều lần đã cho tàu chiến vào eo biển Đài Loan khi bị Trung cộng đe dọa. Năm 1992, tổng thống Bush cha bán rất là nhiều chiến đấu cơ F16 cho Đài Loan. Vào năm 1979, nhận thấy Đài Loan là một con cờ không thể thiếu trong quyền lợi của Mỹ ở Thái Bình Dương, tổng thống Jimmy Carter đã cho ra đạo luật liên hệ Đài Loan Taiwan Relations Act. Trong đó có một số điểm quan trọng đáng chú ý. Bất kỳ những ai ý nói là ám chỉ Trung Cộng, có ý định dùng hành động không hòa bình để quyết định tương lai của Đài Loan, bao gồm những thủ đoạn chế tài về kinh tế hoặc cấm vận, sẽ bị xem là uy hiếp đến hòa bình và ổn định đối với khu vực Tây Thái Bình Dương. Và đó là mối quan tâm sâu sắc của Mỹ. Kính thưa quý vị, Mỹ đã cung cấp vũ khí có tính cách phòng thủ cho dân nhân Đài Loan để bảo vệ hòa bình và ổn định cho bán đảo này. Chừng đó đủ cho chúng ta thấy Mỹ bảo vệ cả kinh tế lẫn quân sự đối với Đài Loan không một ai có thể hiếp đáp được. Khi nào Mỹ lên dây cót cho Đài Loan đây? Khi tình hình Trung Hoa, Mỹ hữu hảo ngoại giao im ấm thì Đài Loan im lặng như con thuyền trôi trên mặt nước hồ thu. Nhưng mà khi tình trạng giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ căng thẳng thì Đài Loan lại dậy sóng. Bắt đầu từ ngày Tổng thống Donald Trump lên nhậm chức vào đầu năm 2017, chính sách an ninh quốc gia National Security Strategy của Hoa Kỳ xem Trung Cộng là kẻ thù số một, thì Đài Loan bắt đầu nổi sống. Ba năm lại đây, Hoa Kỳ tăng mức độ yểm trợ Đài Loan một cách bất bình thường, làm cho hòn đảo Bình Yên này thành những đợt sóng thần dữ dội. Thay vì các đời Tổng thống Mỹ trước đây xem việc viện trợ hoặc bán vũ khí cho Đài Loan chỉ duy trì hàng năm lấy lệ. Thì nay, Tổng thống Trump tăng tốc về ngoại giao cũng như quốc phòng. Vào tháng 12 năm 2016, khi vừa mới đắc cử, Tổng thống Donald Trump đã nhận điện thoại chúc mừng của bà Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Việc này không có tiền lệ và đã làm cho Trung Cộng dân dữ và cho rằng Tổng thống Trump không tôn trọng One China Policy vào năm 2017, khi mà Tổng thống Trump ký một hợp đồng viện trợ cho Đài Loan trị giá 1.42 tỷ Mỹ Kim, yểm trợ kỹ thuật radar, quả tiễn tối tân, nâng kỹ thuật máy bay chiến đấu. Năm 2018, Hoa Kỳ đã ký bán 300 triệu Mỹ Kim cho Đài Loan về những bộ phận của máy bay F-16 đời cũ và các loại chiến đấu cơ khác. Và nhất là vào năm 2019, Tổng thống Donald Trump đã ba lần bán vũ khí cho Đài Loan, lần đầu vào tháng 4 năm 2019, trị giá 500 triệu Mỹ Kim về huấn luyện bảo trì máy bay F-16. Lần thứ nhì vào tháng 7 2019, bán 2.2 tỷ Mỹ Kim, gồm 108 xe tăng M1 Abraham tối tân của Mỹ và 250 hòa tiễn đất đối không. Lần thứ ba và là vừa rồi là vào ngày 18 tháng 8, trong một cuộc trả lời báo chí tại New Jersey, Tổng thống Trump đã thông báo về quyết định bán 66 máy bay loại chiến đấu cơ tối tân F16V. Đây là loại chiến đấu cơ có thể nói rằng tối tân nhất cho Đài Loan. Với giá là 8 tỷ Mỹ kim. Ngoài ra tàu chiến của Mỹ hàng tháng tuần ra thường trực giữa eo biển Đài Loan và Trung Cộng. Việc bán chiến đấu cơ tối tân F16V đã bị Trung Cộng lên án dữ dội và đòi chấm dứt ngay những hành động mua bán này vì nó xâm phạm nội bộ Trung Cộng và vi phạm One China Policy. Đâu là vấn đề? Vấn đề ở đâu? Khi mà chính sách an ninh của Mỹ cho rằng Trung Cộng là kẻ thù số một, thì Trung Cộng đưa ra con rối Bắc Hàn làm cho Mỹ nhức đầu. Rối trí, Kim Jong-un liên tục cho thử quả tiễn tầm xa đe dọa an ninh khu vực Tây Thái Bình Dương. Nhìn những việc làm của Bắc Hàn trong mấy tuần gần đây, cho thấy rõ Kim Jong-un là một gã côn đồ đã được nuôi dưỡng bởi Bắc Kinh và nhận sự sai khiến của Tập Cận Bình tiếp tục gây hấn thử quả tiễn 3 lần trong một tuần để làm rối trí Hoa Kỳ. Nếu Trung Cộng dùng con cờ Bắc Hàn để làm nhức đầu, thì Mỹ cũng sẽ sử dụng Đài Loan như một cái mũi nhọn để đâm vào hông Trung Cộng tổn thương không ít. Cộng thêm tình hình biểu tình ở Hồng Kông đều có bàn tay của Hoa Kỳ. Đó là những nước cờ của hai tay chơi cờ lớn Hoa Kỳ và Trung Cộng hiện nay. Vấn đề khó giải quyết tận gốc rễ khi Trung Cộng và Hoa Kỳ còn hai thể chế chính trị khác biệt và hai nền nhân bản thiện ác đối nghịch nhau. Hy vọng Tổng thống Reagan đã làm sụp đổ chế độ Cộng sản Liên Xô trước đây, thì nay Tổng thống Donald Trump sẽ làm sụp đổ chế độ Cộng sản ở Trung Hoa. Lúc đó, thế giới mới sống chung trong hòa bình và ổn định. Nếu còn Cộng sản là còn bất ổn và chiến tranh. Và những con cờ có người điều khiển tiếp tục chiến dịch trên chính trường quốc tế. Kính thưa vị, vừa rồi là bài nhận định phân tích và bình luận của chúng tôi chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau